Rồi tăng chiều cao, thời gian thực hiện là 5 phút 30 giây, thực hiện một lần một ngày. Đọc phần lưu ý dùm thời gian trước là thực hiện công thức tăng chiều cao ở tư thế nằm. Và công thức này có thể mở mắt hoặc nhắm mắt đều được nha. Và khi thực hành luôn giữ mình ở trạng thái tỉnh thức và điều phối năng lượng. Khi mà thực hiện công thức tăng chiều cao á, có thể cô bác anh chị sẽ có hiện tượng đau nhức, xương mình nó kéo ra, nó sẽ đau. Cho nên cô bác anh chị nên thực hiện tăng từng bước một đi, 1-2 cm trước. Còn nếu mà ai mà chịu đau giỏi, một phát 5 cm luôn cũng được. Nhưng mà nhớ là nó sẽ đau nhiều. Để ý giùm thầy Trang cái điều đó. Và rất là khuyến khích những người cao tuổi tập công thức này để duy trì sự ổn định và làm chậm việc lão hóa xương. Còn trường hợp mà những cô bác anh chị đã có cái chiều cao mong muốn rồi, không muốn tăng thêm, nhưng mà mình muốn tập để mà mình duy trì cái phần xương chắc khỏe đó, thì cô bác anh chị chỉ cần thực hiện bước 1 mà mình bỏ cái chữ cm đi, thực hiện bước 2 và xong sau đó gửi năng lượng vào toàn bộ khung xương cho đến khi hết giờ. Rồi, bây giờ Thùy Trang đọc, ví dụ là bây giờ Thùy Trang muốn tăng 2 cm chẳng hạn, thì sẽ đọc là hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 tăng chiều cao 2 cm. Bước 2, hợp nhất 3 lần, vừa hợp nhất vừa hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống ha. Hợp nhất lần 1, lần 2 và lần 3. Xong sau đó cô bác chị sẽ hợp nhất năng lượng từ não bộ đến vùng rốn của mình ở đây. Cũng 3 lần luôn, hợp nhất lần 1, hợp nhất lần 2, hợp nhất lần 3 và vùng rốn. Và sau khi hợp nhất vào vùng rốn rồi thì ở bước 4 là tiếp tục tập trung truyền tải năng lượng từ não bộ đến vùng rốn và từ rốn làm điểm giữa. Các bạn anh chị có kéo dài cơ thể ha, mình sẽ hình dung là cơ thể mình nó kéo dài theo hai chiều từ vùng rốn đến vùng đến bàn chân và vùng rốn đến cái đỉnh đầu của mình cho đến khi chuông báo chấm dứt. Còn nếu mà trường hợp mà mình không còn muốn tăng chiều cao á, thì mình đọc ở bước 1 nè, hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 tăng chiều cao. Đến đây là được rồi, không có đừng có đọc bao nhiêu cm hết, tại mình đâu muốn cao thêm đâu. Rồi bước 2 sẽ hợp nhất năng lượng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Rồi xong sau đó mình tiếp tục qua là hình dung cái phần năng lượng đó nó lan tỏa vào toàn bộ khung xương của mình cho đến khi chuông báo hết giờ. Công thức tăng chiều cao. Bắt đầu. Đọc thầm: hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 tăng chiều cao 2 cm. Đọc thầm: hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 2. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 3. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian vào não bộ và toàn bộ cột sống. Tiếp theo. Đọc thầm: hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải vào vùng rốn. Hợp nhất lần 2. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải vào vùng rốn. Hợp nhất lần 3. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải vào vùng rốn. Tiếp tục. Liên tục tập trung truyền tải năng lượng từ não bộ đến rốn. Lấy rốn làm điểm giữa. Rồi hình dung kéo dài cơ thể theo hai chiều cho đến khi chuông báo hết giờ.